từ một người mẹ bỉm sữa nghèo khổ, không lo được cuộc sống cho con, nhờ kinh doanh online với số vốn 550.000, tôi đã tự chủ được kinh tế, lo được cuộc sống cho con và thực hiện được nhiều mơ ước của mình. Tôi là Hoàng Yến, năm nay tôi 25 tuổi. Hiện tôi đang là tổng đại lý phân phối thuốc nam gia truyền của công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương. Tôi đang sinh sống và làm việc tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, là đứa con không có cha, lớn lên dưới vòng tay của mẹ, một mình nuôi tôi nơi đất khách quê người. Mẹ cũng chỉ biết đi làm thuê, ai thuê gì mẹ tôi cũng làm, rủ ra chợ sáu từng mớ rau, nợ từng cân gạo, từng cân mỡ, về làm từng cái bánh rán, rồi mang ra ga tàu bán. Vốn thì mang ra chợ trả nợ, lãi thì đong gạo về ăn. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảnh mẹ tôi đi cấy thuê. Trời thì nắng, tôi ngồi trên bờ, còn mẹ tôi cấy dưới ruộng. Đỉa bám vào chân phải đến cả chục con. Tôi có nói với mẹ, mẹ cũng chỉ cười, thịt mẹ thơm. Cuộc sống vất vả cứ vậy trôi qua. Học hết cấp 2, tôi quyết định nghỉ học, đi làm thuê, mặc cho mẹ khuyên ngăn. Ở cái tuổi mới lớn, tôi quen chồng tôi bây giờ. Vợ chồng tôi lấy nhau khi còn quá trẻ. Tôi thì chưa đủ 17, còn anh thì 22. 18 tuổi, tôi sinh con đầu lòng. Cuộc sống vợ chồng trẻ, không tiền bạc, việc làm không ổn định. Chồng tôi lại là người mải mê cờ bạc. Gia đình chồng thì khinh thường tôi, nói tôi trẻ danh, không biết làm ruộng, không biết làm nồi bãi. Bố chồng tôi say rượu, suốt ngày chửi bới, rồi đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Dắt díu nhau ra khỏi nhà khi con tôi mới được 4 tháng tuổi. May sao tôi thuê được nhà gần nhà mẹ đẻ. Chồng tôi đi làm Trung Quốc, còn tôi ở nhà đến khi con được 9 tháng tuổi, thì tôi nhờ mẹ trông và đi làm thuê. Đầu tiên tôi đi làm bút bi, làm ăn lương theo sản phẩm. Vì con tôi còn nhỏ, hay ốm nên lương rất thấp, chỉ được hơn 1 triệu hoặc 2 triệu một tháng. Nhưng tôi vẫn phải làm, vì không làm thì chẳng ở đâu thuê người hay nghỉ cả. Con được 15 tháng tuổi, tôi cai sữa và xin đi bán xăng. Lương cao hơn, cuộc sống tạm ổn nếu như con tôi không ốm. Còn nếu như con ốm hay nhà có công có việc thì xoay tiền cũng là cả một vấn đề. Thời gian cứ thế cũng qua, 3 năm tôi vẫn đi làm thuê tối ngày, mà cuộc sống cũng chỉ đủ ăn. Tôi nghĩ mình phải đi học một cái nghề. Rồi tôi quyết định đi học make up. Tôi vừa học vừa làm, công việc cũng tốt, cuộc sống đang ổn định, thì tôi mang thai bé thứ 2. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi sắp có con, còn lo vì cuộc sống vợ chồng tôi đang ổn định. Mà lần nào cũng vậy, mang thai tôi đều đau bụng và phải nghỉ ở nhà. Vậy là lại mất đi một lao động chính, một nguồn kinh tế chính. Gia đình tôi lại bắt đầu gặp khó khăn. Nhìn con thiếu thốn mọi thứ, tôi không biết làm gì cả. Có lần tôi phải khóc vì câu nói hồn nhiên của con: "Chí ơi, sữa ngon không? Cho anh uống với." Lúc đó tôi nghĩ, tại sao tôi lại để con tôi rơi vào hoàn cảnh của tôi lúc bé. Tôi chỉ tự biết trách mình là một người mẹ tồi, không thể lo cuộc sống cho con của mình được đầy đủ hơn. Bắt đầu bén duyên với kinh doanh online. Lúc đó con đầu của tôi bị sâu răng, con đau răng, mặt sưng húp, ăn không được, chỉ khóc. Tôi đưa con ra bác sĩ nha khoa khám. Bác sĩ bảo phải hút tủy và hàn. Tôi hỏi hết bao nhiêu tiền. Bác sĩ nói hết hơn 1 triệu. Mà lúc đó tôi làm gì có đủ tiền, đành nói bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc giảm đau, rồi sẽ đưa con ra hàn sau. Mỗi lần con tôi đau, tôi cũng chỉ biết đi mua thuốc giảm đau cho con. Biết là uống thuốc không tốt cho sức khỏe của con, nhưng không còn cách nào khác. Tình cờ một hôm, tôi đọc được một bài viết trên nhóm Hội Những Mẹ Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ, nói về tình trạng sâu răng của trẻ em. Tôi vào đọc bình luận thì thấy rất nhiều mẹ bình luận sản phẩm trị sâu răng của Thanh Mộc Hương. Tôi tò mò vào tìm hiểu thì thấy sản phẩm rất hay, được bào chế 100% từ thảo dược thiên nhiên, an toàn cho mọi lứa tuổi mà không phải uống, rất dễ dùng. Chỉ cần ngậm hoặc lấy tăm bông chấm trực tiếp vào thuốc rồi chấm vào lỗ sâu mà có 250.000, lại sử dụng được nhiều lần. Tôi liền đặt mua một lọ. Đặt thuốc về, tôi chấm cho con 2 ngày là thấy con không sưng, cũng không kêu đau nữa.
Xung quanh hàng xóm tôi, ai bị sâu răng, tôi cũng cho một ít về dùng. Mọi người đều khỏi hết, rồi thi nhau gửi tôi mua hộ. Chị bán hàng thấy tôi mua nhiều, liền hỏi tôi. Hai chị em nói chuyện với nhau. Chị hỏi tôi làm gì, tôi bảo tôi đang bầu, ở nhà. Chị nói với tôi, hay chị cho em vào lớp học của công ty, học về sản phẩm và làm cộng tác viên bán hàng cho chị. Lúc đó tôi nghĩ, thuốc tốt như vậy mà mình lại đang ở nhà, làm không ra tiền, thì tội gì mà không bán để kiếm tiền đúng không nhỉ? Tôi đồng ý với chị và bắt đầu tham gia học về sản phẩm. Tôi đăng bài bán hàng. Mới đầu đăng, làm gì có ai hỏi chứ? Cả tháng, tôi cũng chỉ bán được 1-2 sản phẩm. Tháng thứ 2 cũng vậy, 2-3 sản phẩm. Tháng thứ 3 cũng lẹt đẹt đến 3-5 sản phẩm là hết. Tôi nản lắm, tính bỏ đấy chứ. Nhưng đang lúc nản nhất, lại có khách đã mua sản phẩm của tôi, nhắn tin khen thuốc tốt và đặt thêm những sản phẩm khác. Cộng thêm việc, chị quan tâm và động viên tôi cố gắng. Và lúc đó, không đăng bài bán hàng thì tôi cũng không biết làm gì ra tiền. Tôi cố gắng học nhiều hơn. Trong đầu tôi luôn nhẩm, phải cố gắng kiếm tiền. Chỉ có tiền mình mới không khổ, con mình mới không khổ. Chỉ có tiền mới thay đổi được cuộc sống. Chỉ có tiền mới lo được mọi chuyện. Và cuối cùng, sau một thời gian không ngừng học hỏi, công sức của tôi cũng được đền đáp. Lúc đầu tôi chưa có xỉ, nhưng tôi bán lẻ rất giỏi. Hàng tháng, thu nhập bắt đầu của tôi từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 6, 7 triệu. Tôi bắt đầu tuyển được xỉ từ những khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm thuốc của bên mình. Hiện tại, mức thu nhập của tôi luôn luôn từ 15 triệu đồng trở lên. Tôi gây dựng được một đội nhóm riêng. Tôi rất vui vì mình giúp đỡ được nhiều chị em kiếm thêm thu nhập, tự do về tài chính mà vẫn chăm sóc chu toàn, được cho gia đình, cho con cái. Tôi rất vui vì giờ, hàng ngày, hàng giờ, tôi luôn nhận được rất nhiều phản hồi tốt, những lời khen, lời cảm ơn của các khách hàng, của các bạn đại lý ở khắp mọi miền Tổ quốc. Giá trị của tôi cho đi là những bài thuốc dân gian. Có bài thuốc dân gian tôi chia sẻ đã được hơn 29.000 lượt chia sẻ. Cuộc sống của tôi bây giờ rất ổn định. Tôi vừa ở nhà, vừa chăm được con, lại vừa kiếm được tiền, tự chủ được kinh tế, và đặc biệt là tôi không còn bị khinh thường như trước nữa. Sau 2 năm kinh doanh online Thanh Mộc Hương, ngoài việc tôi có tiền để chi tiêu hàng ngày, lo cho con cái đầy đủ, tôi còn sắm được những vật dụng trong gia đình. Tổng giá trị cũng lên tới cả 100 triệu đồng. So với mọi người thì nó không là gì cả, đúng không ạ? Nhưng so với tôi, một bà mẹ bỉm sữa ôm con ở nhà sau 2 năm với số vốn bỏ ra là 550.000 thì tôi rất hài lòng. Bạn thấy đó, bắt đầu một công việc bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Việc của bạn là phải hành động mạnh mẽ lên để vượt qua khó khăn đó. Khi bạn đã vượt qua được hết mọi khó khăn, trở ngại thì thành quả ngọt ngào sẽ dành cho bạn. Trong năm 2020 này, mục tiêu của tôi đưa ra là đưa sản phẩm của Thanh Mộc Hương đi khắp muôn nơi và giúp thêm nhiều người có thêm thu nhập, thay đổi cuộc sống từ việc kinh doanh online, xây dựng cho mình một đội nhóm chuyên nghiệp hơn, tạo quyền lợi tốt cho tất cả các thành viên trong nhóm và tiếp tục chào đón thêm nhiều sản phẩm được làm 100% từ thảo dược thiên nhiên, an toàn, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mọi người. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong công việc kinh doanh online và trong cuộc sống của mình.